số 28, số 30. Dạ đúng rồi. Ngay dòng xe dân chủ á. Tao tức là cái file dùng 1 đó bị sửa sai rồi cho nên nhờ xuất lại á. Dạ của em. Dạ. Hồi nãy anh Năm có gửi xoài đó mấy chi. Gửi một cái gì? Một cái cây nhẹ thôi. Hồi nãy cái bịch xoài chị đưa vô là của anh Năm gửi, anh Năm lúa. Cảm ơn anh Năm lúa nhiều. Chị em trong cái tiếp. Dạ dạ. Mấy lần trước thì anh gửi con phương dừa. Dạ. Đặt này gửi cho tất cả chị em trong cái tiếp. Thấy nắng nóng mà thấy coi lên cũng dần đẻ đang lên đó. Nắng quá mà cũng vẫn ngồi nồng nhiệt để có người lo cho tất cả thí sinh đó. Dạ. Đúng rồi. Để người ta. Nhưng mà ví dụ như ở nhà có thì hái đem lên thôi chứ đừng có mua gì tốn kém. Ví dụ trái cây rồi ở nhà anh còn trái gì nữa? Má nó 80 rồi. Má nó mỗi lần con về là má cũng vui nữa. Dạ. Rồi má cũng suy nghĩ lại. Má nói trái cây con đem lên con ăn nhiều quá sao hết. Nó con chia cho bạn con má ơi. Ờ, nhưng mà trái cây đó anh mua hay là trái cây nhà anh? Ừ, nói chung ở nhà đó. Mà học bây giờ quan trọng được đó, miễn là dưới quà quê mà của anh Năm lúa đem lên là vui rồi. Không, ý là đưa lên về tụi em ngại lắm. Nhưng mà nhà anh còn cái gì nữa? Con để nữa, mốt về dưới đi. Con sầu riêng. Nhi làm gì ngồi bụng mẹ vậy Nhi? Ngại. Trời ơi, leo con bé Nhi ra nè. Dưới Năm lúa còn sầu riêng, bây giờ dưới Năm lúa là ở ngay cái lạy. Cái lạy hả? Cái lạy. Ông sầu riêng hôm nay mắc lắm anh. Bây giờ hình như là bao nhiêu tiền ký ta? Chắc mấy một ký hả? Tại vườn đó hả? Vậy đó hả? Thôi, bữa sau đừng có đem sầu riêng lên nhau mấy chi tiền cho tụi em được rồi. Cô đem lên má tin cho mấy Nhi kìa. Mấy anh nào đắt quá mà quy ra tiền không? Cái nào quá. Không, y là dặn anh vậy mà không anh đem nào. Dặn hờ thôi. Anh đủ một lần lên sư phụ. Anh nhập mà ai. Tất bật sáng sớm là ai rồi kiếm tiền thôi. Mà nói nhớ tới chủ động nào cũng tiền. Còn anh Năm lúa về quê đâu sống đơn giản. Sáng là cơm ngủ nước mưa. Không. Rồi chiều cơm trứng kho là bà hấp cơm ăn cũng vẫn được. Cái tối mình đi ăn phở. Cái gì? Anh nói tiếp đi. Anh đang nói một ví dụ như chị Dung á, người ta hay nói là chỉ nên làm giám đốc nhà khoa thôi, còn chuyện khác để người ta làm á. Trời ơi, việc gì mà chị làm không được, nói gì vậy trời. Có điều lặng lặng mà nghe hát thôi. Lặng lặng mà nghe hát hả? Rồi, lời đầu tiên cho Năm lúa gửi lời chào đến kênh của Dung Văn Dung Vẽ. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào mến thương nhất. Trời ơi. Hôm nay Năm lúa được rất vinh dự được ngồi đây được đăng lên cái kênh của Dung Văn Dung Vẽ là rất vinh hạnh rồi. Đâu có, tụi em giao lưu với anh tụi em cũng vinh hạnh lắm á. Cũng xin trình bày giao lưu với quý của bà con cô bác khán giả. Và Năm lúa không phải là nghệ sĩ, Năm lúa chỉ đam mê ca hát. Có gì sẽ ốc, mong các cô bác anh chị đang xem trực tiếp trên kênh của Dung Văn Vẽ thị xã giùm. Dạ. Xin cảm ơn. Năm lúa xin trình bày một câu cổ nha. Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp xương hàng, đổi gió tiết trở về đây để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện hướng đau của một kẻ đăng trình. Điểm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ thì mới hay người con gái ấy đã sang sông. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để tiếng đưa mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Trời ơi, tôi đã ra đi là chấp mới nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc như loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. Bởi có một phút giây nào bà còn chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và nhỏ cho nhau vài giọt lễ ban đầu. Anh sao cái hơi của anh nó lạ vậy? Ok vậy được rồi nha. Dung. Dung. Ê lên câu cổ chị. Câu cổ hả? Chợ mới. Cái chợ có hồi nào chị? Cái chợ mới hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê Dung.
Ở nơi đó tôi có một dòng sông. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt ngao. Rồi tới câu gì nữa? Ra bờ sông anh em với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, dùng chớ nên lo buồn, anh đã thưa cùng mẹ cha, duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy dơ. Hay quá. Không nhưng, không nhưng mà cái hơi của anh cái lúc mà anh ngưng á, xem nghe nó cứ nó còn cái gì ở trong á. Còn ẩn hả? Ừ. Phải không? Không phải. Có nghĩa là nó rung rung cái kiểu gì nó lạ lắm. Bữa hôm kia mà phòng mà hát giao lưu ra nè. Dạ. Cái Dung Văn này không có sao lại lấy là một cái nickname năm lúa. Dạ. Thì lúc đó anh chưa xin phép trả lời. Đợt cái bữa có một cái MC nào dễ thương đó. Em buộc không nhắn cho em á. Anh gốc là người con người miền Tây. Dạ. Mặc dù là công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. À dạ. Gần 30 năm. Nhưng mà vẫn thích những cái nét ở miền Tây. Dạ. Thích những cái người một người thật thà gì ở người miền Tây á. Dạ. Mình cứ gắn liền cái tên năm lúa để cho nó đi đâu thấy nó gần gũi bà con cô bác hơn. Nhưng hiện nay là anh đang làm gì, công tác gì ở Sài Gòn? Anh đi lái xe riêng cho sếp. À lái xe. Dạ. Xe riêng cho sếp. Dạ. Nói chung là cũng làm một nhân viên lái xe thôi. Dạ. Hôm nào vậy? Cán bộ đường lối. Nhưng mà thấy lúc nào cũng đam mê ca hát á. Dạ. Lúc năm lúa lên xe ngồi không có sếp ngồi thì năm lúa cũng ngồi hát nghiêu ngao. Rồi cái lúc anh chở sếp đi anh có hát không? Không dám hát. Không dám hát à? Hát là mất việc ngay. Ủa đâu có. Ủa sếp anh có yêu âm nhạc không? Không. Vậy đó hả? Không có yêu âm nhạc. Ồ. Mỗi lần mà đi hát hò vậy là cứ ngoài cái giờ làm việc không còn làm việc thì giờ năm lúa tự do hơn. Dạ dạ dạ. Năm lúa thỏa mãn hết cái sự đam mê của mình. Dạ. Có thể là năm lúa ngồi bất cứ đâu hay năm lúa hát cũng được. Dạ. Mà được đứng trong một sân khấu hát cho được quý bà con cô bác mà rất đông hát thì năm lúa cảm thấy rất là hạnh phúc nhiều hơn. Hồi bữa anh giao lưu đó bà con cô bác khen quá trời á. Dạ. Lâu đứng một sân khấu lớn vậy là phải mặc dù cũng có rung nhưng dạ. mà cũng cố gắng để giữ bình tĩnh. Dạ. Để mình cố gắng nhất là mình đừng quên lời, thứ hai là nhịp nhàng để cho hơi nó chỉnh chu tí. Dạ. Mà mong có thể là bà con cô bác Bình Phương mà có hiểu là mình không phải là nghệ sĩ. Mình chỉ đam mê và theo đuổi thì chắc bà con cô bác cũng hỷ xả cho. Dạ dạ. Đúng không Vô? Thì thường thì bà con cô bác ai cũng yêu thương á, với lại đã xem kênh anh Khương, đã fan của anh Khương rồi thì ai cũng rộng rãi hết á, ai cũng rộng lòng hết đó. Và cái quan trọng nhất là các anh chị em, các bà con cô bác khi mà đến với Ngôi Sao Miền Dương á, ai cũng thoải mái, ai cũng có cái sự đam mê, rồi mình cứ thoải mái thôi. Hôm nay là năm lúa đến là được trên đứng trên cái kênh của Dung Văn Vẽ, là Dung Văn Vẽ đây là một giám đốc của nha khoa. Thì chỉ số mấy nha Dung nha? Số 28, số 30 đường 3 tháng 2. Số 28 đường 3 tháng 2. Đường 28, 3, 30 đường 3 tháng 2. 28 đường 3 tháng 2. Dạ. Phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nếu ai bạn của năm lúa thì nhớ muốn làm răng đẹp lại thì đến ngay nha khoa của Dung Văn Vẽ ủng hộ. Dạ. Để có một làm răng tự tin hơn nha các bạn bè của năm lúa. Trời ơi quá trời quá đất. Quay rồi còn quảng cáo dùm nữa cả nha. Dạ cảm ơn anh. Quảng cáo không lấy tiền. Số báo danh của anh là số nhiêu? Trùng với số điện thoại, số đuôi của năm lúa luôn là 533. Hồi nãy anh có vô lo lót để anh xin cái số đó không vậy? Không, anh rất là tự nhiên. Trước khi anh lấy số vô danh xong rồi anh mới gặp em tặng trái cây. À có nghĩa là tặng trái cây sau đúng không? Đúng rồi, anh lấy xong anh ra anh ngồi nó nói chuyện nha. Ý là con số tự nhiên, con số ngẫu nhiên thôi. May mắn ở đây có một đồng hương ở gần nữa, năm lúa luôn, là một anh bảo vệ giữ xe đó là ở ngay cái lại luôn. À cái lại luôn, gần cho anh luôn. Gần ngay chỗ luôn. Cái lại hình như có cái món cơm tấm, cơm sườn gì ngon lắm á. Nói thật, anh cái gì thích, năm lúa thích gì, cứ ăn một cái món bánh canh bột sắt thôi. Bánh canh thịt vịt á, huyết miếp, là nổi tiếng với hủ tiếu chay. Dạ, dạ. Hủ tiếu chay ca lại. Dạ. Chứ còn cơm tấm thì chắc nghĩ không có ngon hơn Sài Gòn mình đâu. Không, có một cái quán cơm tấm ở ngay gần chỗ cái cầu gì á, ngon lắm. Cây lại là hủ tiếu chay. Dạ hả? Nó như rất là nhiều quán, nhưng mà cũng có, nếu mà mình ở thường xuyên về dưới thì cũng có một hai quán đấy ngon. Dạ, mình không, dạ. Chưa đây mình không dám chê là ngon dở, không quán nào nhất gì nha. Nhưng mà cũng có nhiều quán có mỗi có khẩu vị riêng nhau. Dạ, đặc biệt dạ. là về cái lại đừng quên món hủ tiếu chay nha bà con cô bác. Với lại bánh canh bột sắt phải không? Bánh canh bột sắt thịt vịt. Dạ. Cái đó em có được ăn bữa má bé Nhi nấu ngon lắm. Bột huyết nếp á. Dạ dạ. Chấm mắm rừng á. Dạ, rất là ngon. Cái bánh mà đặc canh biệt là cái bột sắt á, như anh xin lỗi anh ngắt lời em tí.
bột sắt ở dưới miền Tây á, người ta làm bằng thủ công. Dạ. Bột người ta xay đó, rồi người ta bỏ vô cái bồng, bao vải đó, dặn lại cho cứng, rồi mới nhồi bột nắng, nắng vô cái lá chuối đó. Dạ. Người ta sắt sắt luộc xong, nước ra là bánh canh bột sắt, là bánh canh truyền thống. Chứ không phải sắc sợ được giống bánh canh Tây Ninh ở trên thành phố mình nữa. Dạ. Anh thử nên thành nữa nó có một cái gì mà dân dã ở dưới thôn quê thì nó sẽ đậm đà hơn. Với lại nấu với nước cốt dừa phải không? À, nấu một cốt dừa thì nấu là một cách khác nữa chứ không phải nấu thịt vịt. À dạ. À, nó có nhiều bánh cũng bánh canh nước cốt dừa nhưng mà nấu là một cách khác chứ không nấu thịt vịt, nó sẽ tanh. Bữa là em ăn với lại cốt dừa. Nước cốt dừa nấu kiểm là không có thịt. Nấu với cái khác. Hình như nấu với tôm với lại cái gì ta? Mấy cái viên viên rồi thì... viên được không? Dạ dạ. Đúng đúng rồi, chứ không nấu thịt là thịt nó sẽ tanh. Dạ. Rồi anh ở trên đây là lập gia đình như này chứ hả? Anh giờ nói chung là một cha hai con. À có nghĩa là độc thân nuôi con. Dạ. Là sống vui vẻ, anh cũng ăn chay tháng 10 ngày. À ăn chay tháng 10 ngày. Mấy ngày thường thì cũng ăn chay thường. Dạ. Cái lý do sao mình ăn chay tháng 10 ngày anh? Thứ nhất là anh hãy ăn vô cơ nhiệt và nó mát mẻ, vui vẻ, hòa đồng. Dạ. Không có nóng tính. Dạ. Ăn cảm thấy cơ nhiệt và nó mát. Nếu ăn nhiều và rau củ quả nhiều là thấy cơ thể mình nó thanh thoát hơn. Thiệt hả? À, em ăn chay nguyên cả tháng luôn mà em... Cảm, cái đó là cảm nhận riêng năm lúa thôi chứ năm lúa này cũng mép bà con bác nào chứ mình khoảng bài nó tu hành. Là khi năm lúa ăn chay vô để cho nhiều rau củ quả vô không. Để cho cơ thể mình nó mát hồi mẻ. Bữa em cũng ăn chay luôn, em ăn chay mấy tháng luôn. Mà người ta chửi em là em cũng không có chửi lại. Có nghĩa là cũng kiểm soát được rồi đúng không? Dạ. Dạ, nhưng mà em chửi thầm trong bụng. Vậy là chưa tới nhau. Chưa ăn rau nhiều rồi. Bữa ăn rau nhiều vô thì sẽ tới. Từ việc mà nó mát tới lượng mát là huyết áp mình không có tăng nữa. Là huyết áp mình nó sẽ trầm mà cái thuốc đó là nó không có sân si nữa. Dạ. Rồi lúc mình ăn rau ít đó, chưa tới cái độ rau nhiều thì bắt đầu là huyết áp nó còn cao nó sẽ sân si. Vậy đó hả? Rồi mình ăn nhiều rau vô. Chắc nhiều khi nhiều trái cây vô. Không, nhiều khi em ăn lộn rau rồi. Ăn nhiều đúng không? Dạ dạ. Thành thử theo cái tâm của anh với anh lúa là vậy thôi. Dạ. Mình còn cha còn mẹ thì mình chưa có tu được tại mình còn thờ cha kính mẹ. Mình lo cho cha mẹ là đi tu rồi. Còn riêng anh lúa ăn chay có nghĩa là ăn chay để cho cơ nhiệt nó mát. Dạ. Yeah. Huyết áp nó không tăng là mình không có sân si. Dạ. Yeah. Rồi ăn chay nhiều để dây thanh quản mình nó cũng trong trẻo hơn. Dạ. Yeah. Ăn trái cây nhiều vô dây thanh quản mình nó không bị co thắt, nó thanh mình nói chuyện nó trong trẻo hơn. À, anh rất là chú trọng đến sức khỏe luôn á. Thứ hai đó mình có chơi. Đi tập thể thao. Anh chơi thể thao mỗi ngày. À. Mình thử chứ hai nó kết hợp chơi thể thao mình chơi theo cường độ là dẻo dai. Dạ. Chứ năm lúa không có chơi theo cái body giống như lấy nét đẹp gì giống như BT. Không, em thấy body rất đẹp đó. Lấy theo dõi dẻo dai thôi. Dạ. Riêng năm lúa là vậy. Tập gym hả anh hay là tập nói chung gym cũng có, cung phu cũng có. Dạ đó hả? À, có nghĩa là kết hợp nhiều môn. Mà thấy cái áp dụng nào có lợi cho sức khỏe bản thân thì mình cứ tìm hiểu và áp dụng cho bản thân mình. Dạ. Lâu lâu có chạy bộ không anh? Chạy bộ là phải mỗi ngày phải chạy. Dạ đó hả? Có chạy dài không? Hả? Có chạy dài khi nào không? À, năm lúa ít có nào mà giống như đi hát rồi đó, đi hát thích giao lưu vậy đó, giống như đám dỗ này kia rồi vậy phái, chứ còn kiểu mà đi nên đăng ký mình giống như nổi danh lên tí á. Đâu có nổi danh, ví dụ như mình chạy dài rồi nên kia mình thử sức bản thân mình á. Không có đăng ký, là sáng là tự dòng chạy bộ. Dạ. Còn hả đi tập gym làm việc thì chạy trên máy thôi. Dạ dạ. Nói tôi nổi không có đăng giải. Anh có cái bí quyết gì chia sẻ cho các anh em không? Ví dụ như em thấy cũng nhiều anh cũng bắt tài nhưng mà cũng bụng cũng nhiều dư cân quá trời à. Riêng này năm lúa xin chia sẻ tí góp ý cho với mấy bạn đồng nghiệp và tất cả anh chị đồng nghiệp làm tài xế giống như với năm lúa. Năm lúa thì lái xe cũng trên 15 năm. Dạ. Năm lúa chỉ mỗi lần năm lúa mà xe ngừng á là năm lúa không có ngồi trên xe, xe điện thoại. Năm lúa xuống đi bộ. Năm lúa hoạt động vậy thân thể mình khớp mình nó hoạt động á, tại mình ngồi lâu quá nó ảnh hưởng tới cột sống nữa. Dạ. Và ảnh hưởng tới tất cả khớp gối mình. Thành thử năm mỗi lần xe ngừng tận dụng cái thời gian đó mình đi bộ hoặc là mình đi tốc độ nhanh. Dạ. Và vừa đi vừa hát, vừa tập sức khỏe và vừa tập gì? Thanh quản. Thanh quản rồi khi hát nó xả chết được nhiều cái áp lực trên tuyến đường giao thông đó. Yeah. Thì nó sẽ xả chết ra nó ở áp lực thì vậy để gây vừa lợi nhiều khía cạnh đạt an toàn cho bản thân mình. Yeah. Và có sức khỏe cho bản thân mình. Yeah. Thì cái đó là điều năm lúa chia sẻ với các bạn đồng nghiệp của mình. Rồi vận động thể thao thể dục thể thao nhẹ nhàng. Yeah. Hát hò và cứ hát hò giao lưu vô đám tiệc thì mình hát được cứ hát. Ăn uống sao anh? Ăn uống thì theo năm lúa thì anh uống thường ăn rau củ quả nhiều, giống ăn cơm thì được ăn canh rau nè.
rau sống nè, rồi nên là rượu thuốc là anh uống không có dùng. Cái đó là quan điểm của anh Lúa thôi nha. À, ý là rượu thuốc không có dùng, còn rượu gò đen với lại rượu tây đồ này kia là mình dùng, là không xâm nhập vô luôn. À, ý anh nói có nghĩa là không hút thuốc, không uống rượu, mà anh nói là rượu thuốc là không có dùng, thành ra em tưởng là mình chuyện của mình uống rượu. Như là Lúa, còn tất cả anh em nào được cái dùng được cái dùng. À vậy đó hả? À, còn mình thì đi, nói chung là mình là đàn ông thanh niên mà. Dạ. Ví dụ có tiệc tùng gia đình dỗ quải thì bia có thể mình giao lưu ít lon được. Dạ. Ví dụ như mình không uống rượu rồi đồ này kia, rồi bạn bè kêu mình yếu hèn rồi này kia sao anh? Sao á? Người ta chê mình là sao? Cứ cười luôn. Mình cười luôn. Vậy đó hả? Mình ăn chắc lúc đó ăn nhiều rau rồi nó yếu áp nó không tăng được. Tại thấy có nhiều anh đi uống bia rồi đi nhậu rồi này kia khích nhau rồi này kia, trời ơi, đàn ông đàn an mà không uống được thế này thế nọ kiểu kiểu còn vậy. Còn bây giờ mình uống á, lỡ mà mình một là đi tham gia giao thông là bị phạm luật giao thông nè, yeah, mất tiền. Yeah. Hai nữa mình chạy lộn trộn thì gây tai nạn. Dạ, yeah, trước tiên là hại mình, hại mình. Và liên lụy tới người khác nữa. Dạ, yeah, hại người. Dạ. Yeah. Thôi tự Năm Lúa đúc kết là nữa thôi, không có cho rượu nó xâm nhập vào bản thân mình nữa. Yeah. Nó cũng hạn chế tối đa. Thì yeah, có tiệc tùng mà cái ngày đó ngày nghỉ nhất định đó thì Năm Lúa sẽ dùng tí. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi em thấy nha, có nghĩa là nhiều khi em thì em hay đi xe ngoài lắm. Tại vì bản thân thì không biết lái xe, nhiều khi xe để ở nhà cái không có ai lái cho là cũng phải đi xe ngoài à. Thì mỗi lần mình đi xe ngoài thì em thấy mấy anh bác tài đôi khi gặp những anh thì rất là dễ thương, nhưng mà có những anh thì rất là nóng tính. Ví dụ như hồi trước mà người ta lấn làng hay người ta gì đó là có nghĩa là ngồi mà văng đủ thứ trên trời dưới đất ra, có nghĩa là em ngồi em cũng rất là áp lực á. Thì đối với anh thì những cái trường hợp như vậy anh xử lý sao? Là Dung hỏi người tài xế quăng ra. Không, ý là ví dụ như mình đi mà bị ta lấn làng hay gì đó thì lúc đó thì mặt lấn len đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tạt đầu rồi chứ. Đúng rồi, thì anh xử lý sao? Không, mình cứ tài xế á, khi mà tham gia giao thông người tài xế, đặc biệt là lái xe ô tô, đó là kinh nghiệm Năm Lúa thôi. Chứ còn là Năm Lúa xin phép đây cũng không dám chỉ những anh bắt tài khác. Đâu có ai chỉ ai đâu, đang nói là anh xử lý á. Dạ. Kinh nghiệm Năm Lúa thì Năm Lúa đặt cái tâm của bản thân mình lên trước. Dạ. Là an toàn cho bản thân mình và an toàn những người ngồi sau mình nữa. Và an toàn cho cả gia đình mình. Mình đem một ngày giao thông là mình, nếu mình bị gì là liên lụy cho cả gia đình mình nữa. Dạ. Thành thử Năm Lúa, cái tâm của Năm Lúa nó rất là nhẹ nhàng. Ai đạt qua Năm Lúa, Năm Lúa cái người mà vừa qua Năm Lúa cũng giơ tay, Năm Lúa cười. À thì Năm Lúa làm như vậy mà tại sao cho cái người kia đó người ta thấy, tại sao mình nãy mình chạy kiểu gọi là dùng cái tiếng ngoài đường là bố láo đó. Dạ dạ. Tạt đầu ảnh mà sao ông này ông còn giơ tay ông cười, mình bấm kiến còn giơ tay cười. Thì cái người đó sẽ tâm sẽ trùng xuống, là sẽ tự hỏi lòng lại là tại sao mình tạt đầu ảnh mà ảnh ông này ông còn dạo giơ tay ông còn cười mình á, ông giơ tay ông chào mình đó. Dạ. Thì vô tình đó mà mình làm vậy, cái tâm mình không sân si, mình không nóng lên. Dạ. Yeah. Thì cái độ an toàn mình nó sẽ cao hơn, đạt tới tiếng ngưỡng tới 99%. Dạ. Yeah. Vô tình mình chia sẻ được cái anh kia nữa, mình anh sẽ suy nghĩ lại, anh nói mình tạt đầu người ta là sao mà anh còn giơ tay chào mà nó. Thì cái tâm con người mà anh phải trùng lắng xuống. Dạ. Yeah. Thì ít nhiều anh suy nghĩ lại, anh sẽ hỏi được bản thân anh là mình làm gì không được. Dạ. Yeah. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. À. Nếu bác tài nào cũng làm được gì đó thì anh nghĩ thì tất cả những cộng đồng mà chạy xe thăm khi mà tham gia giao thông đều sẽ mỗi người sẽ nhường qua nhường lại một tí á. Yeah. Thì cái độ mà thứ nhất là an toàn giao thông nó sẽ đạt lên cái chuẩn rất là nề nếp. Yeah. Và an toàn hết cho tất cả mọi người. Hay quá anh. Đặc biệt là lái xe ô tô, anh nói riêng về ô tô thôi, à, cố gắng tâm mình nó tịnh mất, là yeah, không nóng. Có nghĩa là người ta lấn mình cái là cũng đừng nóng, có nghĩa là xe mình xe giữ, giống như xe mình đang xe là xe VIP, xe lớn hơn, có nghĩa là vượt lên trả số lắc số lên, số mạnh lên để trường lên, để nghĩa là xe mình xịn hơn đó, mình hơn làm là, cái ót cái là qua người ta được á, ta đây là phải hơn mày đúng không, ý như vậy là Dung Văn Hỏa hỏi anh Lúa vậy, anh Lúa dạ, dạ. Nhưng mà riêng anh Lúa thì anh Lúa cái độ nó chắc anh Lúa chắc bị khờ quá sao thì anh Lúa sẽ ơi qua lăng nó hơi trầm tính hơn. Dạ. Nó sẽ hơi khờ khạo hơn cũng. Dạ. Có nghĩa là mình cứ chậm chậm tàn tàn mình đi thôi à. Khờ khạo thì sẽ nghĩ an toàn cho Năm Lúa. Dạ. Và cũng an toàn cho tất cả người thân Năm Lúa luôn. Dạ. Riêng Năm Lúa nghĩ vậy thôi. Không, nhưng mà em thấy cái điều này thì nói ra thì nó cũng dễ, nhưng mà hồi giờ cái tánh anh vậy hay sao, hay là tự không, cái lúc hồi mà còn đi học á, sinh viên nó cũng lúc mà còn cỡ mà đương thời mà còn thanh niên á, thời mà còn giống trẻ trâu á. Dạ dạ. Không được vậy. Nhưng mà qua cái tuổi chuẩn này, năm nay cũng 48 tuổi rồi. Dạ. Khi mình ở một ngày mình ra mình sân si nhiều quá, mình thấy
đúc kết nhiều cái kinh nghiệm mà không có lợi được gì đó. Yeah. À, vừa mình nóng nảy lên, huyết áp mình mặt mày nó ngầu rúi cuộc rồi. Nếu mà có chuyện ngoài đường thì tất cả cũng phải đem về đồn hết. Dạ yeah, dạ. Yeah. Về phường hết. Rồi phà, lực pháp thì cứ xử lý theo ai đúng sai mà. Rồi cũng phải phạt đóng phạt nhau. Dạ. Yeah. Giữ cái tiền giữ xe thì mình phải đóng hết, hai bên đều rõ thì nó. Dạ. Để thấy thiệt, thiệt về mình hết, bất cứ gì mình thôi. Mình từ những cái dấp phải những cái gì mà nó đã từng trải rồi đó mà không có lợi cho bản thân mình thôi, mình đúc kết. Và mình thấy cái điểm đó là cái gì, mình nóng tính. Dạ. Yeah. Thôi mình về mình học lại, mình gắng kìm nén lại, mình sửa từ từ lại. Thì sau một thời gian mình thấy năm lúa thấy ăn nhiều rau củ quả vô. Mỗi lần năm lúa không tin, như là ăn nhiều rau củ quả vô, ăn lạc lạc nhiều á, bớt ăn đạm ra thì cái huyết áp mình nó ổn hơn. Yeah. Bớt nóng tính và bớt sân si là nó giảm từ từ, là nó giảm dần xuống. À. Chứ không phải đột ngột một ngày bữa nó được liền. Dạ. Rồi ví dụ như trong cái nghề tài xế đi thì em thấy người ta quan niệm là cái nghề tài xế là cái nghề mà nhiều vợ, nhiều bồ, nhiều bạn gái gì đó, thì anh thấy cái quan niệm này nó làm sao? Không có đó, tùy trường hợp con người, một người bản thân với hai nữa. Mỗi tài xế nó đây nó có nhiều tài xế lắm chứ không phải không chung được. Nhưng mà không có không chung được hả? Không chung được. Vừa tài xế đường dài nó khác nè, Bắc Nam nó cũng có nỗi khổ riêng. Dạ. Rồi anh tài xế du lịch, tái xe khách đó, lại khác. Dạ. Anh tài xế, tài xế công ty, công ty nó khác. Rồi tài xế chạy riêng, đặc thù cho một ship riêng đó là. Dạ. Rồi tài xế mà lái cho cả một gia đình. Dạ. Thì mình phân theo bậc để mình làm việc thì vô cái khuôn khổ đó là em bắt buộc em phải vô khuôn khổ, giống như em lái cho gia đình đó, gia đình ship là có nghĩa là em không được hút thuốc nè. Dạ. Không được hút xe, đặc biệt xe du lịch đó phải sạch, phải sạch sẽ, răng phải trắng trẻo nè, thơm ngon. Không phải mình, không phải mình ăn mặc cho hàng hiệu, mình mang mặc phải sạch sẽ, tóc phải gọn gàng, nói chuyện phải cho lịch sự. Dạ. Không như thế, đó là riêng nó tài xế lái cho gia đình. Dạ. Còn bản tánh mà người vợ thì ngày xưa thì anh biết anh như sao, theo anh lúa, bản thân lúa anh mèo không có chê mỡ. À, mèo không có chê mỡ hả? Thành thử nói chung là đàn ông là thấy thích cái đẹp là phải thích. Dạ. Cái đó là phụ nữ đẹp là người nào cũng thích, đàn ông phải thích mà. Dạ dạ. Chứ phụ nữ mà đẹp mà không có đàn ông thích thì phụ nữ không còn tác dụng nữa. Dạ. Đó là cái quan niệm. Rồi mình kiểm soát nó bằng cách nào? Mình phải biết cái điểm của mình ở đâu, mình có cái điểm dừng á, mình tự kiềm hãm bản thân mình chứ. Có cái cách để xử lý, giống như hồi nãy mình xử lý cái cách Dung nãy hỏi, nếu mà tài xế tạt đầu mình xử lý như thế nào. Dạ. Thì mình phải tự xử lý mình chứ, mình biết cái mình đang định vị ở đâu và mình đã có cái gì, con mình đã lớn rồi. Dạ. Mình làm phải có cái hậu quả như thế nào, phải không? Dạ. Dù là anh lúa có hai đứa con gái này mà anh cứ bung băng hai đứa gái này, mình phải làm, phải suy nghĩ lại. Dạ. Là ý là để đứt cho con hả? Để cho con mình phải tự kiềm hãm bản thân lại. Dạ dạ. Chứ còn mình đâu phải tới đỉnh, đàn ông nào thấy gái đẹp cũng thích. Dạ. Đúng không? Thì câu nôm na giống như bà xưa mở mặt đóng mặt nói là mèo nào chưa mở. Đúng không? Thì mà nhiều khi mở cứ dân đến miệng mèo thì sao? Không, cái đâu đó anh lúa chưa gặp mình. Lúa chưa gặp. Anh không muốn giống trả lời. Không, ghẹo thôi. Một số cái câu mà em cũng có một người bạn, một vài người bạn làm nghề tài xế rồi cũng ngồi trò chuyện với nhau thì cũng biết nôm na là như vậy. Nhưng mà đợt này thì em thấy có vài lần em trò chuyện với khách trong nhà khoa là biết được rằng một số anh Grab, một số anh Uber, Bi, rồi mấy anh xe công nghệ đó, là rồi mấy anh taxi, có nghĩa là cũng coi kênh em, rồi cũng thấy quý mến, rồi cũng chỉ khách về làm răng, có nghĩa là em cũng rất quý và thực sự rất là trân quý. Và hôm nay thì lại được ngồi trò chuyện với lại anh Năm Lúa. Dạ. cũng là một bác tài. Dạ, và thật sự thì một vài lần mà em đi thì em gặp các bác tài mà nóng tính như vậy đó, thực sự em cũng rất là sợ, em rất là hoang mang. Áp lực lắm, mình ngồi trong xe về mình thấy mệt lắm. Ví dụ như chửi cái người ở ngoài đó không phải là chửi mình đâu, nhưng mà tự nhiên cái mình phải nghe những cái ngôn từ đó. Đó nghĩa là đúng rồi, em nói anh hiểu mà, bản thân anh cũng vậy. Dạ. Cái tự nhiên cái ngôn từ đó là đa số tài xế đều là áp dụng đấy. Dạ. Mà riêng tài xế, anh nói cho Dung Văn vậy, nó bị vô khuôn khổ là bắt buộc. Dạ đó hả? Thành thói quen luôn. Dạ. Giống như ngày xưa mà dù anh là tài xế lái đường dài thì ngày xưa ví dụ vậy đi. Dạ. Thì anh có dùng những ngôn từ đó, anh em ôm một tài xế một mình. Dạ. Lúc có một cái xe thì em áp dụng, em muốn nói sao cũng được. Dạ. Quen, thành thói quen. Dạ. Khi mà em quay trở về và em lái xe cho ship, riêng ship. Dạ. Làm phục vụ cho ship và phục vụ, không phải là phục vụ chiếc xe. Dạ. Mà người sao mình là cái vị trí gì thì em phải nói chuyện phải như kẻ, và bắt buộc em không được nói những cái từ đó danh ngôn đó. Dạ dạ. Thành tập thói quen dần, và dần dần thành thử ra cái năm lúa không còn nói những cái lời đó nữa. À, cái đó là vậy. Dạ.
Ví dụ ngày xưa mình thanh niên mình còn trẻ trâu thì mình cũng ưa nhấu những cái lời chữ thề nè, nó bậy nó mà gì đó, hồi đó mình trẻ trâu. Nhưng khi mình nhận thức được rồi và khi làm một môi trường nào rồi á, bắt đầu mình sẽ tự sửa đổi lại, giống như ngày xưa dung dân giả buôn má ở ngoài đi, ví dụ vậy, còn nói chuyện hơi chợ búa tiếng, dù mình làm vậy, sau là tự dung dân đẻ làm giờ một chủ một nha khoa, vô một cái như nha khoa là phải nói chuyện lịch sự nhã nhặn, thì dung dân giả cũng phải đổi lại những cái ngôn từ khác, nói sao dạ thưa ngọt ngào buổi chiều hết, thì từ từ thành một thói quen dung dân giả, mỗi ngày nó dần dần thấm đi, đúng không? Là mình phải tự sửa đổi cho bản thân mình, đó thôi. Hay quá trời, năm lúa, năm lúa thì mỗi ngày năm lúa đi học hỏi thôi. Chứ còn năm lúa đây không xin các anh bắt tay được, nó lúa là không hay ho, nhưng mà đang, năm lúa đang kỳ mãm là cái tâm của mình không, tại vì thực sự là em thấy cái nghề tài xế, nghề bắt tài, các bắt tài là ai mà kiểm soát được cái tánh của mình á, cái tánh nóng á, thì chạy đường ở ngoài đường rồi kia nó an toàn, với lại người ta ngồi trên xe người ta cũng cảm thấy yên tâm nữa, giống như thôi ông thích chạy nhanh đúng không, ôi thôi nhường cho ông chạy trước đi. Nhưng mà nhường là một chuyện rồi, nếu mà xử lý được cái một cái xử lý mà cái tình huống mà nó vui cái nữa đó, em bấm kiến xuống đây, em thò ra em sẽ bấm kiến cho mấy ngào nó vừa tạt qua đầu mình, xe mình nó cầm giơ tay là chào anh cảm ơn bạn cứ đi đi, bạn cứ đi đi, cái người đó đó bạn tài bắt tài nó sẽ hết nhột liền không. Còn nếu mà em xin lỗi nha, quay gầm chửi quay không, là bắt đầu sẽ có thể là ngừng xe lại chửi nhau tiếp, không phải là ngừng xe lại là xuống xe là có chuyện đúng không, bắt đầu cuộc tranh đấu bằng khẩu miệng, sau đó tay chân, tay chân đúng không. Còn cái anh bắt tài giống như anh nói chia sẻ nhiều, bắt tài làm bởi cái tài là hãm là cái tâm mình á, thì mình kiềm chế, mình bấm kiếm mình giơ tay hay bắt đầu quá thì tự nhiên cái ông này ông chạy luôn, mà ông còn ông suy nghĩ nữa, ông nói là ông nói sao cái ông sao nãy mình làm vậy với người ta mà người ta lại vậy với mình, không không á. Không đâu, có nghĩa là người ta lúc đó, ngay lúc đó người ta cũng ngộ ra được cái điều gì chứ, có nghĩa là mình đang sân si, cái người kia đang sân si ông này mà sao ông này lại không lại phản ứng gì, mà sao ông còn giơ tay ông chào nữa. Cái đó là cái điểm năm muốn tự sáng tác, tự để rồi, giống như áp dụng cho bạn cho ngoài đời, giống như hồi nãy anh năm lúa cũng chia sẻ đó, thì thứ nhất là cái mình cần thiết là cũng là đầu tiên là tươm tất gọn gàng sạch sẽ đúng không, đúng rồi. Nếu mà không thơm tho thì cũng đừng có để cho nó bị hôi. Đúng rồi. đó là những cái mà cần thiết khi mà ngồi trên xe, tại vì cái không gian nó rất là nhỏ. Đúng rồi. Nó rất là kín. Khi mà dung nhân giả chạy ôm chạy trên xe tải gì có một mình á, chạy tải hài hàng đó thì nó lại khác, một môi trường khác. Và đặc biệt giống như nó chạy xe khách được, đặc biệt là tài xế chạy xe khách á. Thực bị bây giờ phải học theo một khóa lịch sự, ăn nói nhã nhặn có văn hóa. Không phải tài xế xe khách ngày xưa nữa. Bây giờ một công ty mà nó hóa thị, mà một anh tài xế mà nói chuyện với khách mà không có văn hóa, là nhỏ nhẹ và có những cái ngôn từ mà nó gây phản cảm cho khách, giống như anh vừa nói là có chuyện liền, là sẽ điện vậy nóng, là về anh này sẽ có nhiều công ty nó đưa cái quy lực mà gọi là quy lực giống như quân đội áp chế, là có gọi như là công ty 1, 2, 3 nữa. Công ty có pháp chế rồi nó sẽ áp chế luôn, một lần là đi luôn, là cắt luôn, cắt đồng nhanh luôn, đó rồi là những công ty đó nó được lòng khách, uy tín nhất. Ở ngoài bên cái du lịch. Không thì nói chung là đi ngoài thì gặp các bác tài đa phần là dễ thương rồi, nhưng mà một đôi lần thì gặp những cái trường hợp như vậy và em cảm thấy rất là hoang mang. Ví dụ như cái đoạn đường mà từ cái chỗ đó mà về tới nhà mà còn lâu lâu, em cảm thấy sợ lắm, em cảm thấy mệt lắm. Đó thì thành ra là thôi các bác tài, thì hôm nay cũng nhân dịp ngồi trò chuyện với anh Năm thì cũng chia sẻ thêm vậy thôi, rồi cũng rất là quý và trân quý tất cả các anh và biết anh Năm đã đến với lại ngôi sao miệt vườn mùa 3. Cũng chúc cho anh là có một cái tiết mục thi của mình thiệt là trọn vẹn, và cũng mong anh làm sao mà hoàn thành thiệt tốt để mình có thể vô vòng trong tiếp. Kết thúc cái clip YouTube này của kênh Dung Dân Giả, thì Năm Lúa cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con cô bác, anh chị đang xem trực tiếp trên kênh của Dung Dân Giả. Lời cảm ơn chân thành nhất, và Năm Lúa hôm nay cũng vinh dự được giao lưu với Dung Dân Vẻ, và chúc Dung Dân Vẻ lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, trẻ đẹp và luôn được thành công trong cái con đường mà mở dịch vụ là nha khoa, để đem đến cái nụ cười tươi cho tất cả những cái bà con cô bác trên toàn thế giới. Cảm ơn anh. Không, nhưng mà em có bán thêm mỹ phẩm đó anh. Em có bán mỹ phẩm chị Nám, chị Mụn đồ này kia, làm cho trắng da chị em á. Rồi, tất cả những bà xã của bác tài nào nha, với ai nữa bà con của bạn bè của Năm Lúa, thì ai mà muốn làm trắng đẹp da
à, cứ liên hệ xem trên kênh này, liên hệ với Dung Văn Dung Dẻ là sẽ có một cái làn da đẹp trắng mịn màng. Trời ơi, cái công ty nào mà có bắt tài năm năm lúa thật sự là hạnh phúc á, cái sếp nào mà có bắt tài năm lúa thật sự là hạnh phúc luôn á cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà nha. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác và cảm ơn cả nhà. Hai anh em xin phép kết clip ạ. Dạ. Nhà khoa Anna có trụ sở chính tại số 28-30 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 và có chi nhánh thứ hai tại số 11 Baxter, thành phố Nha Trang. Nhà khoa Anna thì tập trung chính vào 3 mảng. Thứ nhất đó chính là cái ghép implant, thứ hai là răng sứ thẩm mỹ, thứ ba là niềng răng. À, đối với việc làm răng sứ thẩm mỹ thì bà con cô bác cần phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta cần phải chọn bác sĩ có tay nghề. Cái thứ hai là chúng ta lựa chọn màu sắc dáng răng làm sao cho nó phù hợp với khuôn mặt cũng như là làn da của chúng ta. Khi quyết định cái ghép implant tại nha khoa Anna thì sẽ được trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Hồ Nguyễn Thanh Dơn, cũng là trưởng khoa của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố, sẽ trực tiếp cấy ghép. Và sau đây thì bà con cô bác có thể nghe những cảm nhận, những feedback review của quý bà con cô bác cũng như là các anh chị nghệ sĩ đã từng làm răng tại nha khoa Anna. Răng bà nội ơi, bị hư muốn hết rồi mà anh thuyết phục hoài không đi. Yeah. Xong rồi lên Dung làm thấy thôi bộ im quá, sau lên mới chịu lên làm. Yeah. Muốn mà có một cái form răng đẹp hay hàm răng đẹp gì hẳn tới Anna nha khoa ha, rồi coi như là quý vị sẽ được một bộ gội răng rất là hoàn mỹ, an toàn, rất là thích thú, rất là tuyệt vời. Tận tâm hết sức làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó. Xin chào hoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa, rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết trơn. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa. Giống thiệt chứ chị? Thiệt không ai biết chứ. Màu sắc dáng răng thì được mọi người khen rất là nhiều. Ừ. Form dáng rất là đẹp. Khi đến làm răng ở Anna mình cảm thấy rất là an tâm và an toàn. Cô làm răng ở đâu mà đẹp vậy? Đều mà tự nhiên thì cô mới nói cô làm ở Anna. Chứ, nếu như mà cô muốn làm răng thì đến là Anna, phòng răng Anna để làm nghe cô chú anh chị. Cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều, giữa hàng triệu nha khoa mà bà con cô bác đã yên tâm tin tưởng lựa chọn nha khoa Anna.